Xin chào anh chị nhà đầu tư ha Chào mừng anh chị mình đến với kênh youtube của em Kênh youtube chứng khoán nơi mình sẽ phê nên Thì như thương lệ cuối ngày Em cũng ngồi lại với anh chị mình Để cùng nhìn nhận qua thị trường của chúng ta trong phiên giao dịch ngày hôm nay một phiên khởi đầu tuần khởi đầu tháng cũng như là khởi đầu quý của thị trường nhìn chung là về mặt biến động về mặt chỉ số thì cũng đang giao dịch với một cái yếu tố biến động thu hẹp đặc biệt là với một cái yếu tố kiệt về thanh khoản thì thanh khoản giao dịch ngày hôm nay anh chị mình cũng có thể thấy được là yếu tố sụt giảm uh, sụt giảm so với những cái phiên trước đây thì hôm nay thì nếu mà trừ cái giao dịch thổ thuận ra thì ngày hôm nay giao dịch còn đâu đó là 9.600 tỷ đây là một cái còn, cái khoản theo cái cái yếu tố cái thanh khoản giao dịch uh, thấp uh, đâu đó là khoảng một tháng gần đây đây là một cái tín hiệu tốt để mà trong một cái quá trình cân bằng của thị trường lưu ý ha thì uh, xét về động mặt uh, vận động của thị trường á thì uh, em đánh giá với anh chị mình là sau cái phiên mà cái uh, yếu tố các yếu tố mà cuối quý chốt nội về đầu này kia có nghĩa là chốt những cái yếu tố báo báo cáo để mà phục vụ cái báo cáo kết quả bán niên của của một số cái doanh nghiệp cũng như là của thị trường của chúng ta trong cái phiên ngày thứ sáu vừa qua thì anh chị mình thấy là nó cũng có một số yếu tố nó đè để... trong cái phiên etc để là nó phục vụ cho những cái vấn đề này thì 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 những cái yếu tố mà lực uh, điều bị điều tiết trong an phiên etc á, thì em cũng có luôn cập nhật với chị mình là phải cần có những cái yếu tố kiềm chứng trở lại ở những cái phiên sau thì ngày hôm nay chính là những cái phiên kiềm chứng trở lại ở những cái cái sự vận động trong phiên etc ngày thứ sáu vừa qua thì trong cái phiên ngày hôm nay anh chị mình thấy là đầu phiên nó có những cái yếu tố nó mờ gắt trở lại có nghĩa là nó tạo ra những cái tín hiệu nó trả điểm tuy nhiên là anh chị mình thấy là nó cũng không tạo ra một cái biên độ tăng quá mạnh nhưng mà nó không tạo ra những cái yếu tố áp lực giảm gọi, gọi là áp đục giả, lực giảm lớn mà nó tạo ra một cái vùng neo giá đây là một cái tín hiệu đầu tiên cho thấy được là thị trường của chúng ta nó đang dần dần nó tiến đến những cái vùng cân bằng với một cái yếu tố kiệt về thanh khoản đây là một cái điều kiện tuyệt vời để cho các mã cổ phiếu nó tạo ra những cái tín hiệu lung chuyển cho những cái giai đoạn tiếp theo ha thì cái vận động với một cái yếu tố biên độ hẹp cộng với cái yếu tố thanh khoản thấp à, gọi là tiếp tục đã tạo ra những yếu tố kiệt về thanh khoản và đặc biệt là cái tốc độ giao dịch à, trong phiên á thì chị mình nếu mà quan sát được á thì mình thấy là cái tốc độ giao dịch trong phiên nó tương đối chậm thì đây là các đặc tính tốt của một cái vùng để mà nó tái thiết cho một cái yếu tố công bằng của thị trường của chúng ta sau những cái nhịp độ điều chỉnh sau những cái phiên điều chỉnh ở ngày à, ngày 29 tháng 6 với một cái biên độ 13 điểm đúng không à? ạ? Thì đây là một chính là một cái một số cái tín hiệu nó tích cực để mà nó tái thiết một cái vùng công bằng đối với thị trường ha thì một số cái dòng nổi bật ngày hôm nay có những cái mã cổ phiếu mà thường thường là nó có những cái dư địa về mặt cuối quý 3 gọi là những cái quý về mặt cuối năm á nửa cuối quý 3 cũng như quý tư á là những cái nhóm ngành nó có những cái tín hiệu nó nổi trội đặc biệt là những cái nhóm mạnh giống như là thủy sản này anh chị mình thấy là ngày hôm nay VHC này lúc đầu có những cái yếu tố về mặt dòng tiền đúng ạ à, thì dòng tiền xong những cái quyết định bật tăng khỏi những cái vùng nền cổ phiếu này đã tăng nhịp một này bắt đầu tăng mạnh chứng lại dòng tiền thuốc đây là những cái mạng cổ phiếu nó tạo ra những cái tín hiệu tích cực cho thị trường của chúng ta trong những cái giai đoạn này ha giống ngành tự sản có VHC có NV cũng thấy NV cũng đây là một cái vùng nền của đối với cổ phiếu đúng ạ à, bắt đầu nó có những cái dòng tiền nó thu hút để mà nó bứt thoát cho một cái nhịp độ tiếp theo Đấy, đúng ạ à. hay là những cái nhóm ngành nào nữa anh chị nhóm ngành là đạm ngày hôm nay là có đạm cà mau đạm phú mỹ thì nhóm ngành đạm á là nó có những cái yếu tố phản ứng về tin tức thì về mặt cuối tuần qua thì một cái nhà máy đạm hóa chất bên uh, Trung Quốc bị nổ thì làm cho cái giá phân đạm á thì nó tăng 11% ngay trong phiên ngay trong buổi tối ngày hôm đó, đó nên là để về mặt đầu phiên ngày hôm nay thì đây là chính là những cái trạng thái nó phản ứng gọi là phản ứng uh, tích cực với những cái yếu tố về mặt thông tin nhưng mà anh chị mình thấy là cái yếu tố mờ ghép nó tương đối lớn và cái dòng tiền nó không có những cái yếu tố nó nó tạo ra những cái sự quyết liệt á thì thường nó sẽ có những cái tín hiệu hạ nhiệt cân bằng trong những cái giai đoạn tiếp theo ha, thì, nhưng mà về mặt xu hướng á thì cũng đang trong một cái nhịp độ nó tạo ra một cái quá trình đi lên đúng không à? ạ hay là những cái con giống như, như con đạm phú mỹ cũng tương tự như thế đúng không à? ạ thì bắt đầu nó gặp nó bùng nổ nó mở gáp nó gặp kháng cự thì cổ phiếu nó sẽ cần có một cái yếu tố để mà nó tạo ra những cái vùng nền cân bằng nhưng mà cơ bản đối với những cái trạng thái như thế này cũng là một cái tín hiệu tốt cho thị trường của chúng ta giảm tải đi những cái áp lực về mặt tâm lý cho thị trường của chúng ta ha hay là một số cái mã cổ phiếu của nhóm ngành bán lẻ đi chẳng hạn là những cái nhóm ngành mà mà những cái nhóm ngành này á là những cái nhóm ngành mà nó thường tạo ra những cái tín hiệu tích tích cực về mặt uh, gọi là những cái yếu tố về mặt cuối năm. Anh nhìn thấy là cuối năm thường xuất khẩu á là những cái nhóm ngành đó, nó nó chạy tương đối tốt. Đúng không ạ? Nó có những cái dữ địa mà nó nó có những cái dữ địa để mà nó tạo sóng. Hay là những cái nhóm ngành bán lẻ cũng tương tự như thế thì những cái giai đoạn cuối năm là những cái giai đoạn mà gọi là gọi là cái mua mua sắm đúng không ạ có những cái sự kiện có những cái 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 gọi là cái mùa lễ hội đấy để mà kích thích được những cái cái sức cầu trong dân người ta đi mua sắm thế nên là cái thường những cái nhóm ngành này nó sẽ là có nó sẽ có những cái dư địa thường ở những cái giai đoạn cuối năm ha đi quân hay là những cái con FRT đấy thì em đánh giá với chị mình ở những cái giai đoạn trước á thì em cũng có cập nhật với chị mình đó là cơ bản cái cơn sóng năm nay đối với cái cái đối với về mặt em nhận định là các dòng hầu như đều có những cái trạng thái đồng phải đi lên đúng không à, ạ có nghĩa là dòng nào cũng có khả năng đi lên cả quan trọng là cái dòng nào là cái dòng nó tăng mạnh nhất cái dòng nào là cái dòng nó tạo ra những cái yếu tố để mà nó dẫn dắt nó đủ một cái nhịp độ để mà nó dẫn dắt cho một cái yếu tố về mặt thị trường và cái tính thời điểm của nó nó như thế nào nữa đúng không à, ạ thì đấy là một cái tín hiệu của cái thị trường của chúng ta khi mà nó đã tạo ra những cái tín hiệu nó vào sóng và tạo ra những cái nhịp xuất phát đi lên ha à, thì ngoài ra ngày hôm nay chị mình thấy là có những cái mà cổ phiếu giống như là gvr cũng có những yếu tố nó bức thấp đúng không ạ những cái con này nó có cập nhật với anh chị mình trong những cái video gần đây là những con đã được đỡ cung tốt và sau gì nó bắt đầu nó thu hút dòng tiền nó vượt khỏi những cái vùng nền đỉnh kháng cự trước đây của cổ phiếu thì tạo ra những cái dư địa tốt cho gọi là cái dư địa cũng như là cái yếu tố về mặt tâm lý hay là cái nhóm anh ngân hàng ngày hôm nay có SHB đúng không ạ đấy sau những cái quân kiệt cung này bắt đầu dòng tiền quay trở lại đấy là bắt đầu nó tạo ra những cái tín hiệu tương đối tốt cho cái thị trường giống như là những cái nhận định gần đây của em á là chỉ cần trong một cái giai đoạn thị trường chung của chúng ta nó cân bằng thôi thì nó sẽ có những cái mã cổ phiếu nó tạo ra những cái tín hiệu gọi là nó xuất phát đi lên trước để mà nó tạo ra những cái tín hiệu cho thị trường của chúng ta đó chính là một cái trong số những cái đặc tính mà nó sẽ cho thấy được là thị trường chung của chúng ta nó sẽ sớm kết thúc một cái quá trình gọi là nó sẽ tạo ra những dựng ra được một cái quá trình cân bằng và nó tạo và nó sẽ sớm bước vào một cái giai đoạn nhịp tăng số 2 gọi là những cái nhịp giai đoạn 2 của thị trường ha đấy nên là cái chỉ cần cái thị trường của chúng ta là nó ngừng những cái biên rơi lớn thôi gọi là nó chuẩn nhịp thôi thì nó hầu như là thị trường của chúng ta đều có những cái cơ hội và những cái mã cổ phiếu nó thu hút được dòng tiền ha thì những cái video trước em có cập nhật với anh chị mình á là chỉ cần cái thị trường của chúng ta này anh chị thấy là trong uh, xuyên suốt năm 2018 2019 2020 đi chẳng hạn nó tạo ra một cái cơn sóng anh chị thấy là uptrend thì mình không nói là cơ hội đó rất là nhiều nhưng mà anh chị mình thấy kể cả những cái lúc mà thị trường chung của chúng ta bắt đầu những cái nhóm ngành nó phân phối á, thì nó cũng sẽ có những cái tính thời điểm của những cái nhóm ngành khác lên đúng không ạ như giai đoạn này là banh chứng thép nó lên đúng không ạ à? đến những cái giai đoạn này sao chị bắt động sản nó lên đúng không ạ à? đến những cái giai đoạn này sao chị đến những cái nhóm ngành giống như là thủy sản đạm đồ nó lên đúng không ạ à? có nghĩa là chỉ cần thị trường chung của chúng ta nó đừng tạo ra một cái biên rơi lớn như thế này thôi đấy thì nó đã có những cái cơ hội rồi đúng không ạ à? chỉ cần gọi là tích lũy này đầy giá là phân phối nó đều có những cái cơ hội cho anh chị mình cả chỉ cần nó đừng có đau trên nó đừng có rơi thôi là cái gọi là cái cơ hội nó không xuất hiện thôi chứ còn bạn chắc ba cái giai đoạn kia nó đều có những cái trạng thái nó xuất hiện những cái cơ hội để cho anh chị mình có thể mình chú ý mình nắm bắt ha thì ơi đây là những cái gọi là cái phiên vận động ngày hôm nay được xem như là một cái phiên nỗ lực hồi phục đầu tiên thì đây là một cái sự vận động tốt cho những cái tín hiệu cân bằng của thị trường ha. Và đặc biệt là ngày hôm nay cũng có một cái tín hiệu mà em đánh giá là nó bớt đi những cái áp lực căng thẳng cho nhà đầu tư mình chính là cái họ nhà Abac thì nó được cứu đúng không ạ? Giống như là Abac có ABS này. Ngày hôm nay sao chị? Có những cái lượng cầu vào để mà nó cứu. Đúng không ạ? Có cứu này. Hay là con EDG nó cứu này. Đúng không ạ? Có nghĩa là nó có được cầu vào rồi nó không bịch sàn nữa là nó gọi là nó được cứu trong những cái nhịp đầu tiên rồi hay là con nào nữa chị abi này đúng không à. ạ nhưng mà em vẫn đánh giá với anh chị mình á là những cái con này á mà nó được cứu nhịp một á là cái lượng cung hàng trực chờ để bán ra của nhà tư kẹp rất là nhiều nên là là những cái con này á nó thường nó sẽ có những cái nhịp rơi tiếp tục nữa chứ không phải là những cái giai đoạn này nó nó không rơi nữa đâu nha anh chị nha có nghĩa là nó khi mà nó tạo ra những gọi là nhà tư mình kẹp, kẹp cái lượng hàng kẹp hàng trên này đi chẳng hạn là cái lượng gọi là khi mà nó giảm xuống như này bắt đầu sang chị bắt đầu ngày hôm nay nó nổ volume thì những nhà tư bắt đầu có những nhà tư người ta bán ra có những nhà tư người ta kỳ vọng đấy những nhà tư nào quyết đoán á, thì người ta bán ra để mà để mà cầm những cái lượng tiền để mà chuẩn bị cho những cái mã cổ phiếu mới tốt hơn khi mà mình rút kinh nghiệm những cái mã cổ phiếu như thế này đúng không ạ để mà đánh cho những cái cổ phiếu gọi là mình chọn lọc những cái cổ phiếu mạnh cho những cái giai đoạn tiếp theo còn những nhà tư mà mình kỳ vọng á là bắt đầu xem gì bắt đầu đi lên này thì những cái lượng cung đó bắt đầu nó tuôn ra đúng không ạ thì thường những cái lượng cung tuôn ra cái áp lực cung tuôn ra đó thì cái dòng tiền để mà nó đỡ giá nó sẽ không đỡ ở những cái nhịp độ đầu tiên mà thường nó sẽ đỡ ở những cái nhịp số 2, số 3 thì sau đó bắt đầu nó mới tạo ra những cái vùng đi ngang trở lại đúng không à, ạ nên là thường những cái con này này anh chị mình thấy nó sẽ rất là giống với những cái giai đoạn gần đây nhất là chính là mà cổ phiếu của Novaland đúng không à, ạ Novaland anh chị mình thấy là khi mà nó bịt sàn nó bịt sàn bịt cung uh, bịch bịt sàn tương đối lớn này ngoài sau đó nó có một cái phiên được cứu nhưng mà anh chị mình thấy này những cái nhịp được cứu như thế này cái dòng tiền nó sẽ chưa vào đâu Nó thường nó sẽ có những cái nhịp rơi số 2 nhịp rơi số 3 thì sau đó xong gì sau đó mới bắt đầu cổ phiếu nó có những cái trạng thái đi ngang trở lại và đi ngang như thế này đi ngang rất là lâu cho anh chị nha Đấy, hay là những cái con tiếp theo những con trước đây hơn chẳng hạn giống như con rốt nó cũng rơi bịch sàn đúng không ạ thì thấy cái nhịp cứu đầu tiên này đấy nó cứu xong rồi sao gì cổ phiếu nó vẫn giảm tiếp đúng không ạ đến những cái lần thứ hai thì sao chị mới bắt đầu nó đỡ giá trở lại nó ổn hơn nhưng mà thường đối với những cái giai đoạn này của thị trường á thì đánh giá với chị mình là không nên bắt đáy nếu mình bắt á, thì mình bắt số nhịp số 2 số 3 nhưng mà vẫn khuyến nghị cho chị mình là không nên bắt đáy tại vì sao? tại vì bây giờ cái cơ hội trên thị trường thật sự là nó rất là nhiều có những cái mạng cổ phiếu nó có những cái nền tảng cơ bản này có những cái yếu tố về mặt sóng dòng này có những yếu tố về mặt dòng tiền này có những cái cái yếu tố để mà nó có khả năng để trở thành những cái mạng cổ phiếu mang tính chất leader tại nên là cái cơ hội trên thị trường của chúng ta nó có những cái xuất hiện những cái yếu tố rất là nhiều cái cơn cái, cái cơn sóng này cái cơn sóng này của trong năm nay á là một cơn sóng nó mang tính chất tổng thể là cái dòng nào nó cũng sẽ đi lên nên là cái việc đầu tư của anh chị mình nó sẽ tương đối dễ dàng Nói hơn là cái việc mà trong một cái giai đoạn thị trường phân hóa thì cái tín hiệu nó chọn lọc chứ còn bạn chắc anh chị mình thấy là kể từ những cái giai đoạn sóng bắt đầu nó đi lên đi chẳng hạn là cái giai đoạn từ tháng tháng năm đi chẳng hạn anh chị mình thấy là mình xét về cái mặt gọi là mặt bằng các dòng á nó hầu như nó đều đi lên cả mình không không nói đến những cái con mà nó bị bình sàn trong cái cái dòng này gọi là những cái cổ phiếu nó mang tính chất lái lường đi chẳng hạn còn những cái mã cổ phiếu mà anh chị mình thấy là nó mang xu hướng của dòng á nó đều hầu như nó đều đi lên đúng không ạ banh chứng thép kể cả banh nó gọi là những cái con nó mang tính chất nó rất là nặng đúng không ạ nhưng mà sao chị nó vẫn là trong một cái nhịp độ nó đi lên nó bứt thoát những cái vùng tích lũy của nó đúng không ạ rồi đến những cái giống anh nào chị đến bán lẻ này đấy đến đến mà đến, đến, đến thủy sản dịch may nói chung là đến những cái nhóm ngành xuất khẩu nó vẫn còn đi lên đúng không ạ thì chị mình thấy là cái cơn sóng này là một cái cơn sóng mang tính chất tổng thể nên là cơ hội đối cơ hội để cho anh chị mình đầu tư là nó rất là nhiều trong những cái giai đoạn tiếp theo ha. thì vậy uh, vậy mà trong cái video ngày hôm nay em sẽ tiếp tục em cập nhật với anh chị mình là cái liệu thị trường của chúng ta đã kết thúc một cái quá trình điều chỉnh hay chưa hay là những cái nhịp điều chỉnh này nó mới chỉ là những cái nhịp bắt đầu để mà anh chị mình định vị cái uh, bản thân mình định vị về một cái cái xu hướng của thị trường để mà đưa ra những cái hành động nó tốt nhất nó tối ưu, ưu nhất trong cái video ngày hôm nay ha thì nếu mà chị mình lần đầu tiên xem video của em anh chị mình đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo ha thì à, quay trở lại đối với về mặt mình đi định vị về mặt thị trường cũng như là những cái dư địa cho những cái chu kỳ sống năm nay thì chị mình thấy là hầu như thị trường của chúng ta em cũng cập nhật lại với chị mình đó là thị trường của chúng ta là đi lên từ những cái vùng biên, uh, gọi là vùng tích lũy nên á là những cái vùng tích lũy này nó đã có những cái trạng thái gom hàng đủ lâu gọi là từ 5 đến 6 tháng rồi và và đây là những cái trạng thái mang tính chất đồng thuận có nghĩa là những cái dòng trên thị trường không chỉ riêng là thị trường mà những cái dòng trên thị trường nó đều tạo ra những cái cái vùng nền tích lũy lâu như thế này nên á, là gọi là chúng ta có gọi là có 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 một cái dư địa để mà kỳ vọng về một cái cơn sóng uptrend lớn trong cái kể cả cái thời điểm hiện tại cũng như là trong những cái thời gian sắp tới đối với thị trường nên là cái cơn sóng này là một cái cơn sóng sao chị thị trường đang đi lên thị trường chỉ cần không đau không rơi mạnh thôi thì cái cơ hội nó luôn luôn nó xuất hiện và cái việc của mình á là đi tìm kiếm cái cơ hội đầu tư tìm kiếm những cái cơ hội nó tốt nhất mạnh nhất cho những cái cơn sóng và cho những cái giai đoạn sau những cái giai đoạn điều chỉnh của thị trường ha thì cơ bản anh chị mình thấy này cái thị trường của chúng ta thì mặc dù nó điều chỉnh như thế nhưng mà anh chị mình thấy là nó hầu như nó vẫn đang tạo ra được một cái kênh giá đi lên. Đây là một cái kênh giá đi lên của thị trường của chúng ta này. Đúng không à? ạ? Đây là một cái vùng kênh giá, có nghĩa là sao anh chị? Có nghĩa là cái đỉnh sâu vẫn cao hơn đỉnh trước và đáy sâu vẫn cao hơn đáy trước, cho thấy một cái vấn đề là cái mặc dù thị trường của chúng ta điều chỉnh như thế nhưng mà những cái giai đoạn B, gọi là những cái giai đoạn càng điều chỉnh phía sau á thì nhìn thấy là cái lượng cầu để mà nó tham gia gọi là nó tham gia nó đỡ cung là rất là nhiều đúng không ạ cho thấy được là những cái vùng này là cái cầu nó lớn hơn cung nên là cái thị trường của chúng ta là vận hành theo những cái tính chất về mặt cung cầu nên là khi mà cầu lớn hơn cung thì sao chị thì thị trường của chúng ta nó sẽ có sóng và những cái việc có sóng thì cái việc của mình chỉ là đi tìm kiếm cơ hội và cơ hội đầu tư những cái cơ hội nào mang tính chất mạnh nhất đối với thị trường ha đấy thì về cái mức độ về mặt tác động về mặt chỉ số thì cái yếu tố về mặt cái tỷ trọng gọi là để mà tác động vào cái thị trường của chúng ta là cái nhóm ngành ngân hàng là cái nhóm ngành nó mang tỷ trọng lớn nhất thì, thì thì anh chị mình để mà mình xác định là thị trường của chúng ta nó có khả năng nó điều chỉnh sâu hay không thì chị mình chỉ cần xác định vào cái yếu tố của nhóm ngành ngân hàng này liệu nó có khả năng để mà nó điều chỉnh sâu hay không nếu mà cái trường hợp mà nó gọi là đang trong một cái con sóng đi chẳng hạn hoặc là nó đang giữ giá đi chẳng hạn thì cái việc điều chỉnh sâu của thị trường nó sẽ tương đối khó. ha à, thì vì vậy mà em mình sẽ đi qua mình phân tích một vài cái mà cổ phiếu một vài cái yếu tố của những ngành ngân hàng ngày hôm nay đi chẳng hạn để mình biết được là thị trường của chúng ta liệu nó có khả năng nó điều chỉnh sâu hay không thì chị mình thấy là ngày hôm nay là cái nổi bật lên là mà cổ phiếu của SHB thì à, cổ phiếu của SHB á, là cổ phiếu mà đây là một cái vùng nền tích lũy cổ phiếu đúng ạ à, đây là một cái vùng nền tích lũy thì chị thấy cổ phiếu nó đã bắt đầu nó có dòng tiền để mà nó tạo ra một cái xu hướng tăng đúng không ạ sau một sau một cái giai đoạn bùng nổ đi lên này cổ phiếu nó mang tính chất dụ bỏ kiệt cung dòng tiền mồi vào đúng không ạ thì sau đây là, đây là một đây là một cái trạng thái nó xây dựng một cái quá trình đi lên đúng không ạ đây là một cái kênh giá đi lên của cổ phiếu sẽ đây là xét về, mà, về mặt dư địa là cổ phiếu này đã có sóng rồi đúng không à. ạ xét về mặt cái xu thế về mặt ngắn hạn thì chị mình thấy là qua cái chặt một giờ ngày hôm nay thì khi mà em quan sát được cái mà cổ phiếu này á thì em cũng có đánh giá với với cái thị trường của mình á là khả năng điều gọi là khả năng nó sẽ bước vào một cái nhịp độ cân bằng tại vì sao như thế Tại vì đối với những cái mạng cổ phiếu mà mang chắc giống như là con HB là nó tạo ra được một cái xu thế đi lên, đúng không ạ? Thì sau một xu thế đi lên cổ phiếu bắt đầu đi ngang này, đây là một cái nhịp vụ đúng không ạ? Anh chị mình thấy cái tính chất bán tháo cổ phiếu không có, nó tạo ra những cái vùng kia cung bắt đầu dòng tiền mồi vào. Đây là những cái một trong số những cái mã cổ phiếu nó tạo ra những cái tín hiệu cho cái thị trường chung của chúng ta. Nó gọi là nó sớm tạo ra một cái vùng cân bằng và bước thoát đi lên trong một cái nhịp độ tiếp theo nếu như là những cái video trước em có ví dụ cho anh chị mình về một vài cái mã cổ phiếu á có nghĩa là trong một cái giai đoạn thị trường chung của chúng ta nó tạo ra những cái vùng công bằng thì lúc đó là những cái lúc mà cái dòng tiền nó bắt đầu nó mắm mê để mà nó tham gia trở lại đối với một số cổ phiếu thì đấy chính là những cái yếu tố mang tính chất tín hiệu cho cái thị trường của chúng ta lưu ý à và anh chị mình thấy con SHB ngày hôm nay nó bắt đầu nó bứt thoát theo khi một cái quá trình nó đúng dụ đúng không ạ đi lên nó có một điểm dụ dòng tiền vào rất là dứt khoát thì những con này sao chị thì nó đang bắt đầu tiếp diễn cho một cái xu hướng mới đối với cổ phiếu đây là một cái trạng thái tích cực của mà cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng ngày hôm nay đó là SHB đúng không ạ SHB chỉ cần nó vượt khỏi vùng giá 13 thôi thì nó sẽ tạo ra một cái dư địa rất là tốt cho mà cổ cho cái nhóm ngành ngân hàng cũng như là cho cái yếu tố về mặt thị trường anh chị thấy là cái phiên dụ ngày ngày 29 tháng 6 là hôm nay cái lượng hàng về thì sau những cái quá trình vũ này kiệt cung này anh chị thấy hôm nay cái lượng hàng về mà nó vẫn chấp nhận nó hấp thụ hết thì đây chính là một cái trạng thái nó thể hiện cho một cái xung lực tốt cho đối với cổ phiếu a à, nên là thường những cái con này nó còn sẽ tiếp diễn cho một cái quá trình đi, đi, lên và khi mà nó tiếp diễn cho một cái quá trình đi lên thì nó sẽ tạo ra một cái tâm lý tốt cho cái nhóm ngành ngân hàng mà khi mà nhóm ngành ngân hàng mà nó mang tính chất gọi là nó không trượt biên lớn á, thì chị mình thấy là khả năng điều chỉnh sâu của thị trường nó sẽ rất là khó lưu ý ha đấy hay là những cái con khác anh chị mình thấy là con stb Đúng không ạ? sau một cái quá trình đi lên, đây là một cũng là một cái cổ phiếu nó đã vào xu hướng. Đúng không ạ? Đây là vùng tích lũy cổ phiếu. Đấy vùng tích lũy này. Đúng không ạ? Dòng tiền vào xem gì? Cổ phiếu nó tạo ra một cái vùng gọi là cái trend đi lên. Đúng không Dòng tiền tiếp tục đổ vào này. Anh thấy là bắt đầu xong gì? Cổ phiếu bắt đầu nó tạo ra những cái biên độ đi ngang với một cái yếu tố nó kiết về thanh khoản. Đúng ạ? Liên tục xuất hiện những yếu tố test cung như thế này thì dòng tiền có khả năng bùng nổ vào là rất là cao. Mà một khi dòng tiền nó có những cái cái điều kiện để mà nó vào rồi á thì chị thấy những cái nhóm ngành ngân hàng mà nó bùng nổ đi lên á thì chị mình thấy là cái chỉ số của chúng ta là sao chị? Chỉ số của chúng ta nó được giải tỏa rất là nhiều. À, thì lúc đó là anh chị mình chẳng cần phải quan tâm đến đối với với cái vấn đề chỉ số nó có giảm sâu nữa hay không nữa đâu đúng không ạ à? Đấy, đây là những cái dư địa hay là những con anh chị thấy là con mbb ấy bằng dù sao gì bắt đầu nó tạo ra những yếu độ yếu tố trận nhưng mà sao gì chị nó đã có những cái yếu tố nó bức thoát khỏi những cái vùng nền tích lũy đúng không à? ạ dòng tiền đã vào này để mà chuyển đổi trạng thái từ giai đoạn tích lũy sang giai đoạn đại giá đúng không à? ạ hay là những con nào nữa anh chị tắt công ban, tương tự như thế này đây là những cái vùng nền tích lũy cổ phiếu đã đi lên còn những cái điều chỉnh phía sau kệ nó tại vì sao chị phiên này là phiên xác nhận cho một cái xu thế chuyên đổi trạng thái từ tích lũy sang đại giá đúng không à? ạ hay là những con mà thậm chí là nó 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 đi sâu đi chẳng hạn vip nè anh chị thấy không? vip cũng sao gì cũng bắt đầu nó chuẩn biên nhưng mà sao chị đây là cơ bản là sao cổ phiếu nó không để bước thoát nền đúng không những cái con này hiện tại là những cái con nó tạo ra những cái cái sự vận động gần những cái vùng nền giá đối với cổ phiếu và bắt đầu có những cái thiên hướng nó kiệt về thanh khoản thì đây chính là những cái điều kiện để mà thì để mà dòng tiền nó quay trở lại đối với cổ phiếu ha à, hay là những con nào nữa chị LBB tương tự như thế này cũng đang cũng là kiệt cung này đấy tạo ra những cái xuống giữ nên kiệt cung dòng tiền khả năng bùng nổ vào đấy, nó gọi là nó cho được những cái điều kiện để mà dòng tiền nó vào thế là BIDV đây là những vùng hỗ trợ có nghĩa là những con những cái mà cổ phiếu trong nhóm ngành ngân hàng á nó có hai loại một cái loại á là nó đã bứt thoát rồi một loại thì nó đang trong một cái xuống tích lũy đấy, nên là cái khả năng để mà nhóm ngành ngân hàng nó điều chỉnh sâu thì nó sẽ rất là khó thì nhóm ngành ngân hàng mà chỉ cần nó giữ giá thôi thì thị trường của chúng ta cũng sẽ có những cái dư địa để mà nó tạo ra những cái xu hướng công bằng thì khả năng gọi là khả năng chỉnh sâu của thị trường nó cũng sẽ tương đối khó lưu ý A à, là những con giống như CTG này đây vẫn đang trong một cái biên độ tích lũy đúng không à, ạ đây là vẫn là những cái nhịp tích lũy này biên dưới biên trên đúng không à, ạ đây là những cái con mà thuộc dạng nó 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 thuộc dạng nó đang tích lũy còn những cái con mà sao chị nó đã có xu hướng rồi thì đó sẽ là những con nó nó gọi là nó nó được tạo xu hướng và nó đóng góp vào một cái 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 yếu tố khả quan cho thị trường những cái điểm số tăng cho thị trường hay là đơn cử giống như là cổ mà cổ phiếu Vietcombank đi chẳng hạn anh chị em thấy công việc công banh á, là cái con mà nó nó tạo ra được một cái tạo đấy trước so với thị trường anh chị em thấy nè cái vùng này là thị trường của chúng ta tạo đấy nhưng mà công việc công banh nó tạo đấy trước nè đúng ạ à? thì sau đó sao gì nó có đây là một cái bước chạy đà đối với cổ phiếu sau những cái giai đoạn chạy đà cổ phiếu nó bắt đầu nó tích lũy trở lại đúng không ạ thì hiện tại bây giờ làm sao chị hiện tại bây giờ vẫn đang là một cái nhịp gọi là nhịp độ đại giá có nghĩa là cổ phiếu này đã bước thoát vùng nền rồi cơ bản sao gì cơ bản những con này đã có sống đúng không ạ thì nó đang chính là những cái con nó tạo ra được những cái dư địa để mà tạo ra được những cái dư địa để mà nó nó dẫn dắt cho về mặt chỉ số của chúng ta nên làm đánh giá với anh chị mình khả năng điều chỉnh sâu của thị trường nó sẽ tương đối khó trong những cái nhịp này ha điều ấy ha thì hầu như là các mã cổ phiếu nó đều có những cái xu hướng đi lên có nghĩa là đều có những cái yếu tố có trend đối với nhóm ngành ngân hàng hoặc là những con nó yếu nhất nó cũng ở những cái vùng nền tích lũy nên là nó sẽ không gây tiêu cực cho cái yếu tố về mặt chỉ số nên là khả năng điều chỉnh sâu này sẽ tương đối khó đối với thị trường ha thì tiếp theo mình sẽ đi phân tích về những cái nhịp nhịp mà gọi là những cái nhịp trong những cái giai đoạn này thì uh, hiện tại chúng ta đang uh, gọi là mình uh, xác định được á, uh, là thị trường của chúng ta nó đã, đã có sóng và đây là một cái giai đoạn gọi là cổ thị trường chúng ta nó đã, đã có một cái giai đoạn gọi là giai đoạn 1 giai đoạn của những cái cổ phiếu mang tính chất xuất phát sóng để mà tạo ra một cái tín hiệu đi lên đúng không à? ạ có nghĩa là giai đoạn 1 bây giờ nó đã kết thúc những cái con dẫn dắt trong giai đoạn 1 là đang trong một cái nhịp độ phân phối đúng không à? ạ có nghĩa là nó kết thúc của một cái chu kỳ nhưng mà chu kỳ giai đoạn 2 thì nó chưa nó chưa bắt đầu. Đấy nó là những cái trong những cái vùng này này, nó vẫn đang là những cái vùng giao thoa. Đúng ạ? À? Cái giai đoạn 1 nó kết thúc nhưng mà giai đoạn 2 nó chưa bắt đầu thì đây chính là những cái khúc cua của thị trường, những cái giai đoạn giao thoa của thị trường. Đúng ạ? À? Thì à, anh chị mình thấy là nó sẽ có những cái nhóm ngành nó mang tính chất tích lũy tạo nên, đúng ạ? À? Nó cũng sẽ có những cái nhóm ngành nó mang tính chất phân phối đúng không à? ạ nhưng những cái con mà dẫn dắt trong một cái nhịp đổ đầu á thì nó đang tạo ra những cái dấu hiệu phân phối giống như là những cái mà cổ phiếu nhóm ngành Benny còn những cái mà cổ phiếu mà nó có tiềm năng gọi là nó đang tạo ra một cái yếu tố tích lũy đoạn này á thì nó sẽ có khả năng để mà nó dẫn dắt cho những cái nhịp mới em lấy ví dụ cho anh chị mình thì à, đây là chỉ số của vn index của chúng ta giai đoạn những cái giai đoạn trước đi chẳng hạn anh chị thấy là còn trong những cái cơn sóng của những cái nhịp độ trước này anh chị thấy là nó tương đồng này như không nó có thị trường của ta này sau đây là một cái giai đoạn kết thúc chu kỳ đi chẳng hạn thì thị trường của ta bắt đầu đã đây là một cái vùng tích lũy trở lại đối với thị trường đúng ạ thì sau một vùng tích lũy này thị trường của ta nó đi lên một nhịp thì đây cũng là một cái giai đoạn điều chỉnh điều chỉnh xong gì bắt đầu nó kiệt về thanh khoản đúng không ạ dòng tiền mở biên vào mở biên vào mở biên vào thì cái thị trường cổ phiếu nó cũng có những cái giai đoạn nó bất nó tạo ra một cái nhịp độ số 2 thì hiện tại bây giờ thị trường của chúng ta vẫn thế vẫn đang trong một cái nhịp độ như thế này đây là một gọi là một cái giai đoạn mà nó giao thoa của những cái chu kỳ anh chị mình thấy là trong một cái giai đoạn một từ bắt đầu bắt đầu từ lúc là thị trường của chúng ta nó nó kết thúc một cái nhịp giai đoạn một này để mà nó hình thành nên những cái giai đoạn giao thoa thì chị mình sẽ thấy có những cái mà cổ phiếu dẫn dắt trong giai đoạn nó cũng là những cái con nó mang cái yếu tố bên đi những tại vì cái bản chất nhịp đầu á là cái dòng tiền nó sẽ rất là dễ thu hút bởi những cái mà cổ phiếu mang tính chất gọi là thị giá thấp thì giá nhỏ, tại vì dòng tiền ban đầu nó mang tính chất gọi là nó môi chai gọi là nó giao, tạo ra một cái giai đoạn gọi là giai đoạn khơi phát, đúng không ạ? thì thường những cái giai đoạn khơi phát á, thì dòng tiền nó sẽ nó sẽ tìm đến những cái mã cổ phiếu nhỏ để mà chi gì, để mà nó môi cái dòng tiền, nó môi cái tâm lý vào đúng không ạ thì sau đó sao chị sau đó nó tới những cái giai đoạn chính á thì mới nó mới bắt đầu tới những cái nhóm ngành mang tính chất thị trường tới những cái mã cổ phiếu nó mang tính chất cơ bản để mà chi để mà nó hình thành nên cho những cái giai đoạn chính sống đối với cổ phiếu của chúng ta đúng không ạ anh chị thấy nè quay trở lại đối với những cái việc mà mình đi phân tích anh chị thấy là giai đoạn đó anh chị thấy HQC là con nó tạo ra một cái dư địa tăng rất là mạnh đúng ạ thế nên là này, nó đồng nghĩa với cái việc mà thị trường ta nó có sống những nhịp đầu đầu anh chị thấy là đến những cái chu kỳ giao thoa những cái con này nó kết thúc của một cái chu kỳ đúng không nó trở về lại những cái vùng gọi là cái vùng nền trước đối với cổ phiếu thì bắt đầu cho một cái giai đoạn gọi là nó tích lũy trở lại đi chẳng hạn đúng không nó tạo ra một cái vùng nền tích lũy đủ lâu trở lại đi chẳng hạn hay là những cái con nào nữa chị còn những cái con trụ mang tính mang tính chất uh, trụ đỡ cho những cái chỉ số này chị thấy con vx này vc này đúng không ạ vc cũng là những cái con mà nó nó kéo chỉ số cho của chúng ta có nghĩa là nó kéo những cái dòng tiền đầu cơ vào để mà nó đánh cho một cái nhịp độ đầu tiên gọi là giai đoạn khởi phát giai đoạn mồi chạy dòng tiền đúng ạ à, nó phải tạo nó phải có những cái con như thế để mà chính trị để mà nó mới kích thích được những cái dòng tiền đầu cơ để mà vào để mà nó tạo ra những cái giai đoạn chuyển đổi trạng thái từ tích lũy sang những cái giai đoạn đại giá thì lúc đó thị trường của chúng ta nó mới có sống đúng ạ à, như thấy là sau những cái giai đoạn điều chỉnh đây là giai đoạn lung phiên thì những cái con tăng ở những cái nhịp đầu này nó kết thúc đúng ạ à, thì trong những cái lúc như thế thì nó sẽ có những cái nhóm ngành nó mang tính chất tích lũy. Anh chị thấy là những cái mà cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán lúc đó là những cái cái nhóm ngành mà nó mang tính chất tích lũy. Đúng ạ. Đây là những cái vùng tích lũy đối với cổ phiếu. Thì à, sau khi cái thị trường chung của chúng ta nó tạo ra được những cái nhịp độ cân bằng thì bắt đầu dòng tiền anh chị mình thấy là dòng tiền bắt đầu nó mò chạy vào cổ phiếu này. Thị trường chung của chúng ta tạo ra những cái phiên à, xác nhận đi lên dòng tiền nó vào đối với những con như thế này thì lúc sau đó xong gì thì nó sẽ thay đổi những cái mã cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt đúng không ạ có nghĩa là nó kết thúc của một cái chu kỳ dẫn dắt của những cái nhóm ngành trước gọi là những cái nhóm ngành dẫn dắt của chu kỳ đầu thì nó sẽ là những cái giai đoạn khởi phát cho những cái nhóm ngành leader mới nó ra đời đúng không à? ạ thì nhịp hai chị mình thấy là dẫn dắt bởi những cái mã cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán trong đó có những cái con như con ssi này hay là vnd thì nó lên trước đúng không à? ạ vnd thì nó lên nó nó đã lên trước này, VND lúc đó là nó đã có những cái nhịp tăng trước nè Đúng không ạ Thì sau đó điều chỉnh là cổ phiếu nó dự giá nó tích lũy Thì sau khi kết thúc giai đoạn tích lũy này Thì sao chị? Dòng tiền bùng nổ vào Thì cổ phiếu sao chị? Nó tăng đi lên, lên Đúng không ạ Hay những cái con nào nữa anh chị VCI tương tự Hầu như là lúc đó là cái trầm chứng khoán nó dẫn sóng Ở những nhịp độ số 2 Em đánh giá với chị mình nó tương tương đồng với những cái giai đoạn này Đúng không ạ chị thấy nè là cả một cái giai đoạn tăng đầu tiên á anh chị thấy là con những cái nhóm ngành chứng khoán nó đi trong một giai đoạn tích lũy có nghĩa là nó không tăng trong gọi là tính từ giai đoạn tích lũy này nè anh chị thấy nhịp đầu tiên á là những cái nhóm ngành gọi là HQC nó chạy bên chạy hay là VX nó chạy VC nó chạy chứ đúng à thì anh chị thấy những cái dòng này nó nó đang trong một nhiều độ tích lũy đúng không à? ạ? nhịp đầu nó không có tăng nhưng mà cái nhịp sau này anh chị thấy không đây là một cái điều kiện rất là tốt để mà những cái mà cổ phiếu nó chưa tăng gọi là những cái mà cổ phiếu nó đang tạo tiền đề nó tăng trong những cái giai đoạn luân phiên tiếp theo đúng không ạ anh chị thấy là bắt đầu nó tạo ra một cái vùng kiết cung anh chị thấy không thị trường chỉ cần cân bằng thôi thì bắt đầu sao gì bắt đầu dòng tiền nó đã mò trà vào cổ phiếu rồi đây là nhịp mò chài số 1 này cái phiên này là cái phiên xác nhận cho một cái điểm gọi là cái điểm dòng tiền vào thì sau đó xem gì cổ phiếu nó có trend cổ phiếu nó dẫn dắt cho nguyên một cái giai đoạn tiếp theo đó đúng không ạ thì đó là một cái cái yếu tố của thị trường và cái mang tính chất tính chất thị trường tiếp tục là 3 tháng sau cái mã cổ phiếu của DG nó tăng có nghĩa là nó tạo ra một cái tính thời điểm á có nghĩa là cái con sóng này này anh chị thấy không con uh, gọi là cái cái nhịp một con uh, dg nó không tăng đúng không à? ạ cái nhịp uh, số 2 là sao chị nhịp số 2 khi mà cái dòng chứng khoán nó dẫn này anh chị thấy nhóm ngành bất động sản dg nó cũng không tăng nhưng mà đến cái nhịp số 3 anh chị thấy không nó sẽ chuyển giao tiếp tục đến những cái nhóm ngành giống như là bất động sản nó tăng đúng không à? ạ à, chuyển giao tiếp tục này anh đúng không anh này một cái giai đoạn tích lũy lớn đối với cổ phiếu thì sao chị bắt đầu nó mở biên nó đi lên thì những cái nhóm ngành bất động sản nó tăng có nghĩa là cái tính thời điểm của mọi cái cái nhóm ngành á nó sẽ có và nó sẽ được kích hoạt sau những cái nhịp độ điều chỉnh của thị trường nên là vì vậy mà vì sao trong những cái yếu tố yếu tố mà nó mang tính chất gọi là mang tính chất lung chiến những cái dòng nhận dắt như thế thì mình phải sau những cái nhịp độ điều chỉnh mình phải đánh vào những cái cổ phiếu nó có khả năng dẫn dắt thì cái việc anh chị mình tìm kiếm lợi nhuận nó mới nhiều và và sao chị? và anh chị mình mới an toàn tại vì con mạnh nhất mới là con an toàn chứ không phải là con rẻ trong một cái chu kỳ đi lên á con nào rẻ là những cái con nó rất là chậm chạp và nó sẽ có những cái thiên hướng gọi là thiên hướng điều chỉnh rung lắc mạnh hơn đối với những cái đối với những cái yếu tố khi mà thị trường chung nó gặp những cái áp lực ý À thì vì vậy á mà cái những cái giai đoạn chuyển giao hay là những cái nhịp độ điều chỉnh á nó luôn tạo ra những cái tính phân hóa như thế nên là nó mới tạo ra những cái vùng cơ cấu các vị thế gọi là có thể nó sẽ không an toàn các vị thế không tốt để mà sẵn sàng cho một cái thời điểm và những cái vị thế nó an toàn hơn Đây là những cái vùng mà em có hướng dẫn cho chị mình về những cái việc cơ cấu á thì đã cơ cấu rồi đúng không ạ thì những giai đoạn sau là những giai đoạn để mà chuẩn bị cho những cái nhịp nắm bắt cho những cái nhịp đầu tiếp theo ha à, lưu ý à thì à, trong những cái giai đoạn mà nó điều chỉnh của thị trường á thì em còn cũng đánh giá với anh chị mình á là thay anh chị mình cầm tiền á thì anh chị mình sẽ chủ động hơn trong cái việc mà anh chị mình tìm kiếm cái cơ hội đầu tư, tìm kiếm những cái cơ hội của những cái con nào nó mạnh nhất, những cái cái yếu tố mà mình đánh giá một cách khách quan nhất, tại vì lúc đó anh chị mình mới quan sát tổng thể cái toàn bộ của thị trường, tại vì cái tâm lý của nhà tư mình á là khi mà cầm nắm những cái mà cổ phiếu mà nó đang vị thế không tốt hay là đang có những cái trạng thái thua lỗ đi chẳng hạn thì thường nhà tư mình sẽ không nhìn thị trường, hay là mình chỉ chăm chăm vào cái con mà cổ phiếu anh chị mình mình cầm thôi, cái đấy gọi là cái tính sở hữu đối với cổ phiếu. À, còn khi mà anh chị mình cầm tiền á thì nhà tư mình hay là đi tìm kiếm cơ hội mà anh chị mình khi mà anh chị mình đi tìm kiếm cơ hội á thì anh chị mình sẽ quan sát được tổng quan về mặt thị trường gọi là mình đánh giá được một cái khách khách quan có nghĩa là khi mình cầm tiền là mình đứng trong một cái vị thế nó trung lập đúng không ạ thì khi mà trung lập á, thì anh chị mình nhìn cái cổ phiếu nhìn cái sự vận động nó sẽ tương đối khách quan và anh chị mình sẽ ít chịu tác động bởi những cái yếu tố về mặt tâm lý hơn tại nó là gọi là những cái vị thế không tốt á, thì em còn có hướng dẫn cho chị mình để cho chị mình cơ cấu mình cầm tiền gọi là gọi là thì nó sẽ giữ được những cái mức độ nó chủ động hơn ha thì à, thì à vì sao như thế thì em cũng có sẽ cập nhật với lại anh chị mình một vài cái yếu tố này giống như là những cái trạng thái của những cái giai đoạn trước giống như là mà cổ phiếu của ai e, 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 đầu đi chẳng hạn anh chị thấy là hồi tháng cũng là cái thời điểm này đúng không ạ cũng là một cái thời điểm chuyển gia đây đây là một cái giai đoạn mà cổ phiếu đi lên là thị trường đi lên thì cổ phiếu nó có những cái giai đoạn đi lên nhưng mà nó chưa bước thoát được những cái vùng nền đúng không ạ thì trong những cái giai đoạn này thì chị thấy là chị mình thấy là thị trường đi lên thì chị mình bắt đầu chị mình tham gia đúng không ạ tham gia nhưng mà nó gặp thị trường chung nó điều chỉnh nó luôn phiên này anh chị thấy là cổ phiếu nó trượt biên trở lại thì để mà anh chị mình cầm qua được trong những nhịp này nó sẽ tương đối khó có nghĩa là nó sẽ tác động rất là nhiều bởi những cái yếu tố tâm lý nhưng mà chưa chắc những cái con mà anh chị mình cầm qua được á mà nó sẽ tăng trong những nhịp độ tiếp theo lưu ý à nên á là dùng như anh chị mình gọi là những cái vị thế thấp dưới này á thì mình không nói có nghĩa là những cái vị thế nào thấp dưới này này mình không nói hay là thấp dưới này á thì mình không nói mình bỏ qua cái vị thế đó là những cái vị thế rất là tốt đúng không à. ạ còn những cái vị thế chị mình thấy là mình vừa mua trên vùng này này mà nó điều chỉnh về thì bắt buộc sao chị mình phải cơ cấu nhanh đúng không à, ạ cơ cấu để mà chị đợi chờ đợi những cái nhịp cân bằng này kiệt cung này dòng tiền mồi vào chị mình đánh ở những cái điểm này có nghĩa là mình vào đó mà cổ phiếu nó xuất phát đi lên luôn á thì cái việc mà anh chị mình nắm giữ nó rất là dễ dàng và anh chị mình sẽ có được những cái khoản bảo hiểm chính là những cái khoản lại khi mà cổ phiếu nó chạy ở những cái vùng này đúng không à? ạ nó chạy lên bốn ba phần trăm rồi này là thì những cái nhịp điều chỉnh phía sau anh chị mình làm sao chị chấp những cái nhịp độ điều chỉnh luôn đúng không à. ạ còn những cái giai đoạn này sao gì còn những cái giai đoạn này nè anh chị mình cầm nắm qua thì sao thì nó rất là tâm lý cũng như là rất là áp lực đúng không à. ạ mà cái con anh chị mình cầm á là nó chưa chắc nó sẽ nó sẽ chạy giống như là con nghe đất ai đấy nên là trong những cái mọi cái nhịp luân chuyển á thì cái vị thấy không tốt thì mình phải cơ cấu để mà mình chuẩn bị cho những cái cái nhịp độ mới đúng không à. ạ hay là con nào nữa anh chị những cái con mà em có ví dụ cho anh chị mình rất là nhiều lần giống như là con DG đúng không à, ạ dg giai đoạn này cũng tương tự như thế này có nghĩa là nó 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 tăng được một nhịp đúng không à, ạ nó tạo ra một cái nhịp độ tăng đi chẳng hạn anh chị mình mua trên những cái vùng trên này thì cổ phiếu nó bắt đầu nó điều chỉnh về nó điều chỉnh mặc dù nó cái thanh còn không cao đúng không à, ạ nó không xuất hiện tôi bán tháo nó mang chắc chỉ là những cái nhịp độ rung dụ nhưng mà sao chị nhưng mà nếu mà chị mình tính từ cái biên lên trên xuống bên dưới á. nó cũng 20% đúng không à, ạ rất là khó để cho anh chị mình chịu nhiệt đó, anh chị mình cầm tiền á gọi là cơ cấu ra mình cầm tiền á, mình chờ đợi những cái đi mua phía sau này đó, đi mua như thế này này mở viên lên này hay là dòng tiền vào mở viên lên này anh chị mình đánh thì sao anh chị thì cái việc mà anh chị nắm giữ được á, thì nó sẽ rất là dễ gọi là nó nó sẽ dễ hơn và nó ít chịu áp lực hơn và anh chị mình có được những cái vị thế tốt này thì những cái nhịp điều chỉnh sau anh chị mình chấp chỉnh đúng không ạ có nghĩa là cái nó tư vào cái vị thế của anh chị mình giống như là con DG mà anh chị mình mua từ điểm này á, thì mình chấp những cái giai đoạn này chỉnh này luôn còn những cái vị thế anh chị mình mua trên này này thì bắt buộc chị mình phải cơ cấu để mà chờ đợi những cái điểm như thế này anh chị mình tham gia vào đúng không ạ? Nhìn thấy lúc mà chị mình tham gia vào này thì nhớ là chị mình thấy là cổ phiếu nó tăng luôn. Đúng rồi, nó tăng lên một nhịp khoảng mười mấy 20% là nó để nó đã đảm bảo được cái tỷ lệ an toàn cho cái vị thế của anh chị mình rồi. Đúng không ạ? Lưu ý ha. À, đó là một cái số yếu tố mà vì sao mình cần có những yếu tố cơ cấu cơ cấu thứ nhất để mà mình ít chịu áp lực, cái thứ hai là mình sẽ chủ động hơn trong cái việc mà mình uh, chọn lọc những cái mà cổ phiếu mạnh, những cái mà cổ phiếu mà nó mang tính chất nó có khả năng leader, hay là cái việc mà mình uh, gọi là mình uh, đi với một cái quy mô vốn lớn, lớn, lưu ý ha. còn đặc biệt với những cái giai đoạn này thì uh, những cái mà cổ phiếu mà chính đất mà nó xa nền đó thì đánh giá cái dư địa của cổ phiếu á, nó cũng sẽ tương đối thu hẹp, nên là thường em sẽ lựa chọn những cái cổ phiếu mà nó hiện tại nó đang có những cái sự vận động gần nền và bắt đầu sang việc bắt đầu thị trường chung cân bằng dòng tiền hướng lên thì đấy sẽ là những cái điểm đến để mà anh chị mình có thể mình chú ý tới ha thì uh, đấy là cái yếu tố còn cái trường hợp mà anh chị mình thấy á mà trong một cái nhịp độ cân bằng mà cái dòng tiền nó không vào á thì nó cũng có những cái xác suất nó bị fail đúng không ạ anh chị thấy là coi con br trong những nhịp trước này thì là lúc mà cái uh, giống như là thị trường cổ phiếu này nó đang trong một cái nhịp độ tăng sau đó nó tạo ra những nhịp độ dũ thì sau đó nó cân bằng nó cũng kiệt cung đúng không ạ nhưng mà cái điểm ở đây nó thiếu là gì? nó thiếu một cái dòng tiền để mà nó phụ định lại gọi là nó kết thúc một cái xác nhận cho một cái quá trình kết thúc một cái nhịp độ điều chỉnh của cổ phiếu thì lúc đó nó mới đi lên. nhưng mà xét về cái bối cảnh thị trường lúc đó là đa phần các dòng nó đã hết gọi là hết gọi là nó chạy hết một cái chu kỳ. còn cái thời điểm này là cái thời điểm này là sao chị? là cái thời điểm này là cái thời điểm các cổ phiếu nó vừa mới tạo ra một cái chu kỳ vừa mới khởi đầu một cái chu kỳ nên là cái việc mà chị mình đánh trong một cái nhịp độ cân bằng hay là đợi dòng hay là cái dòng tiền bùng nổ vào nó sẽ tương đối gọi là tương đối dễ hơn so với những cái dòng trước tại vì cơ bản là thị trường có sóng nên là cái việc mà mình tìm kiếm cơ hội nó một cách nó chủ động và nó tốt hơn ha đấy và đặc biệt trong những cái nhịp độ sau anh chị mình sẽ thấy á, là nếu mà anh chị mình vẫn cứ chăm chăm quá là nhiều vào cái yếu tố chỉ số quá là nhiều vào những cái sự vận động của chỉ số chung thì gọi là cái việc á, là anh chị mình sẽ không vào được những cái mạng cổ phiếu mang tính chất mạnh nhất ở những cái vị thế tốt nhất và với một cái quy mô vốn nó nó lớn nhất tại vì sao như thế tại vì là thường á những cái mà cổ phiếu mà nó mạnh á thì nó sẽ xuất phát đi lên trước so với thị trường nó chỉ cần thị trường chung của chúng ta nó cân bằng thôi là đủ rồi để mà nó tạo ra được những cái điều kiện cổ phiếu nó xuất phát mạnh đi lên gọi là cái vùng cân bằng này á là cái vùng á là nó mang tính chất nó quan trọng gọi là nó sẽ quyết định đến những cái việc mà anh chị mình đánh như thế nào ở những cái nhịp số 2 đánh như thế nào gọi là đi vốn như thế nào gọi là chọn mã như thế nào cho những cái nhịp độ tiếp theo có nghĩa là nó sẽ quyết định đến cái hiệu suất đầu tư của anh chị mình cho những cái nhịp tiếp theo lưu ý ha đấy nên là anh chị mình phần cần phải tỉnh táo để mà mình chọn lọc ra những cái mã cổ phiếu trong những cái nhịp độ như thế này để mà thị trường ha thì vì vậy mà để mà chuẩn bị cho một cái yếu tố tốt nhất cho những cái nhịp đầu số 2 thì cái việc anh chị mình bị nên, nên tránh những hạn chế những cái việc mà mình bị bị cuốn vào những cái mã cổ phiếu mà nó mang tính chất nó chỉ hồi những hồi phục những cái nhịp độ mang tính chất t cộng đúng không ạ đấy thì cái rủi ro thì nó có thể là anh chị mình gọi là mình tham gia vào những cái cổ phiếu đó thì gọi là thứ nhất là anh chị mình tham gia lúc mà cổ phiếu nó chưa điều chỉnh xong đi chẳng hạn hay là cái thị trường ta nó chưa điều chỉnh xong đi chẳng hạn thì cái việc mà cái thứ nhất là cái vị thế của anh chị mình nó sẽ không tốt cái thứ hai là khi mà cái thị trường nó xác nhận các cổ phiếu khác nó bắt đầu nó bùng nổ đi lên á thì anh chị mình sẽ rất là khó để cho anh chị mình có thể mình cơ cấu từ cái mã này sang cái mã khác tại vì thường anh chị mình cầm tiền thì anh chị mình sẽ chủ động hơn ha nên là hoặc là khi mà cái cổ phiếu mới gọi là cổ phiếu mạnh nó bắt đầu nó xuất phát á, thì chị mình sẽ không có hàng mức không có tiền để mà anh chị mình có thể mình đánh ha nên là những cái nhịp nỗ lực hồi phục đầu tiên này của thị trường em đánh giá đây là một cái nhịp nó tạo ra được một cái nền tiền đề để mà thị trường của ta nó bước vào một cái nhịp đầu cân bằng nhưng mà đối với một số mã cổ phiếu mà nó chỉ mang thiên hướng gọi là nó hồi phục kỹ thuật thôi thì anh chị mình tránh để mà mình gọi là bị cuốn vào những cái mã cổ phiếu như thế để mà gọi là mình gọi là mình mất đi những cái cơ hội sau này đối với thị trường của chúng ta thì có những cái mã cổ phiếu nó cân bằng tốt nó tích lũy tốt thì nó bắt đầu nó thu hút dòng tiền nhưng mà trong trong nhưng mà trong đó nó cũng sẽ có những cái mã cổ phiếu nó hồi phục tới cộng thì trong cái phần tiếp theo của cái video em sẽ cùng em phân loại với anh chị mình để mà mình đi qua mình xem xét qua những cái mã cổ phiếu như thế nào anh chị mình cần chú ý tới ha thì để mà chuẩn bị được một cái vị thế tốt nhất với một cái quy mô vốn lớn nhất từ những cái thì từ những cái giai đoạn xuất phát ban đầu á thì anh chị mình sẽ thấy là Uhm, nó sẽ rất là an toàn và nó sẽ mang lại một cái hiệu quả đầu tư cho anh chị mình có nghĩa là mình gọi là mình đi vốn theo những cái yếu tố kim tự tháp nó vừa mới xuất phát ở những cái điểm xuất phát đầu á anh chị mình gọi là vào được những cái vị thế tốt quy mô vốn lớn á, thì những nhịp sau anh chị mình sẽ rất là an nhàn đúng ạ rất là nhẹ nhàng cái việc đầu tư rất là nhẹ nhàng kể cả trong những cái nhịp độ điều chỉnh của thị trường ha chứ không phải là những cái lúc mà thị trường của chúng ta đã đã xác nhận lên rồi thì lúc đó chị mình mới tìm kiếm cái cơ hội đầu tư thì chị mình thấy là càng lên cao như thế này bắt đầu các cổ phiếu phân hóa là cái việc tìm kiếm lợi nhuận của anh chị mình nó cũng sẽ bị gọi là nó bị phân hóa theo đúng không ạ nó sẽ bị gọi là nó có mang một cái tính chọn lọc rất là rất là lớn có nghĩa là khi mà cái thị trường đã đồng, nó đồng thuận nó đồng pha đi lên á thì chị mình vào mình đánh gọi là đánh vì thế tốt luôn đánh những cái vốn lớn luôn thì sao gì thì cái lợi nhuận của chị mình sẽ ra nó sẽ tương đối nhiều À, còn khi mà nó phân hóa bắt đầu nó vào một cái nhịp độ phân hóa hay là chỉ vào những cái nhịp độ cái giai đoạn điều chỉnh cái giai đoạn lung lung phiên về về mặt dòng tiền á thì lúc đó là những cái lúc mà nó sẽ mang tính chất chọn lọc nhiều hơn lưu ha à. nên là vì vậy mà mình mới mới chuẩn bị từ những cái giai đoạn sớm ngay từ bây giờ để mà gọi là mình tránh bỏ lỡ những cái cơn sóng tiếp theo đối với thị trường một cái cơn sóng mà em vẫn đánh giá nó vẫn sẽ còn dư địa và nó sẽ là những cái cơn sóng nó đang mong chờ nhất trong cái năm nay ha lưu ý ha thì đấy là một vài cái yếu tố mà muốn phân tích với chị mình về cái yếu tố về mặt thị trường thì qua thì quay trở lại nói về một cái thị trường mang tính chất ngắn hạn một chút thì chị mình thấy là sau những cái biên độ rơi thì không ngày hôm nay bắt đầu nó tạo ra những cái yếu tố chẩn yếu tố chẩn mà kỳ vọng cho những cái nhiệm độ cân bằng như thế này này yếu tố càng cung như thế này đây sẽ là những cái tín hiệu tốt ha thì tuy nhiên là ngày hôm nay là một cái phiên nỗ lực hồi phục đầu tiên thôi thì thường nó sẽ có những cái giai đoạn nó nhung nhằng nó rung lắc có thể là nó test thêm một hai, hai phiên nữa thì bắt đầu cổ phiếu nó sẽ thu hút được những, những cái chỉ số nó sẽ thu hút những cái dòng tiền nó quay trở lại đối với thị trường Tuy nhiên là sau những cái phiên nỗ lực hồi phục đầu tiên như thế này này Thì là những cái lúc mà các cổ phiếu gọi là nó mang tính chất nó tích lũy á Nó sẽ dần dần nó tạo ra những cái tín hiệu nó thuốc dòng tiền lưu ý ha à, có nghĩa là ban đầu là một hai ba cổ phiếu nhưng mà sau đó là bắt đầu cái dòng sau đó bắt đầu sang gì nó lan tỏa sang những cái nhau, những cái mà cổ phiếu khác đây chính là những cái tín hiệu bắt đầu từ những cái gì đó gọi là khỏi, nỗ lực hồi phục đầu tiên chứ không không cần phải là lúc mà thị trường của chúng ta xác nhận ha thị trường của chúng ta xác nhận thì lúc đó nó chỉ nó nói lên một cái vấn đề là lúc đó là những cái lúc mà nó bắt đầu cho một cái xu hướng của thị trường thôi còn bản chất xu hướng của cổ phiếu nó sẽ dần dần nó hình thành trong một cái nhịp độ tích lũy gọi là nhịp độ cân bằng như thế này ha thì đây chính là một cái giai đoạn gọi là giai đoạn bước vào một cái chu nhiệt độ cân bằng của thị trường đây là chính là những cái trạng thái tích lũy tương đối tốt ha lưu ý ha thì uh, đấy là một số cái yếu tố mà mang tính chất thị trường nên là nếu mà anh chị mình lần đầu tiên xem video của em thì anh chị mình đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà làm ra những video tiếp theo ha thôi quay trở lại đối với cái việc mà mình đi phân tích về những cái mà cổ phiếu và những cái nhóm ngành anh chị mình cần chú ý tới trong những cái giai đoạn sau ha. thì cái nhóm ngành ngân hàng thì em vừa mới phân tích với anh chị mình rồi, thì chú ý một vài cái mã cổ phiếu giống như là SHB hay là STB rồi đó, đó là những cái cổ phiếu mà nó mang tính chất gọi là nó được chịu nhịp tốt ha. còn trường hợp mà em vẫn đánh giá với anh chị mình những cái con mà nó còn dư địa, chính là những cái mã cổ phiếu của những ngành chứng khoán, đặc biệt là những cái con nó mang gọi là tính chất gọi là chứng khoán lớn mang tính chất thị trường. anh chị thấy những cái con giống như con HCM, HCM này là những cái mã cổ phiếu mà hầu như là cái dư địa cổ phiếu đây là một cái cái vùng tích lũy đúng không ạ hầu như cái cả trong nguyên cái giai đoạn này là một cái dòng tích lũy đối với cổ phiếu và nó mới vừa mới bước thoát khỏi những cái vùng đỉnh đỉnh 52 tuần đối với cổ phiếu một cái vùng đỉnh đỉnh 52, 52 tuần mà khi mà nó bước thoát á, là những cái cái vùng đỉnh mà gọi là nó mang lại một cái cái sức mạnh cho cổ phiếu lưu ý hao và dòng tiền nó vào có với một cái tính chất đủ lớn và anh chị mình thấy là sau một cái nhịp độ mà nó rung vũ gọi là nó điều chỉnh theo cái tính chất về mặt thị trường thứ nhất là nó không xuất hiện yếu tố bán tháo mặc dù nó trước biên nhưng mà nó không xuất hiện yếu tố bán tháo cái thứ hai là nó cơ bản nó chỉ test về lại những vùng nền thôi nó vẫn giữ nhịp được thì anh chị mình thấy là bắt đầu cái thiên ngưỡng cái cung hàng nó bắt đầu nó càng kịp dần thì thường những con này á, nó sẽ test lên test xuống một vài nhịp thường những nhịp điểm test tiếp theo mà càng cung dòng tiền mở biên lên đấy sẽ là những cái điểm đánh đối với cổ phiếu tại vì những cái mà cổ phiếu như thế này anh chị thấy là nó chưa có một cái giai đoạn nó chạy nước rút là cái thứ nhất cái thứ hai là trong những cái cơn sóng này em đánh giá cái dòng chứng khoán vẫn là cái dòng nó còn giữ địa và bắt đầu chị mình thấy là sẽ có những cái câu chuyện kề nó sẽ hấp dẫn hơn khi mà cái cái gọi là chị mình cứ để ý đây, khi mà cái nhóm ngành giống như là nhóm ngành chứng khoán mà nó nổ lên á thì anh chị mình sẽ thấy là các uh, các uh, các cái câu chuyện á, nó sẽ được kê rất là nhiều. Bắt đầu rớt bắt đầu tới không á thì nó tràn lan trên những cái media, tràn lan trên những cái mặt báo á. thì lúc đó là những cái lúc mà cổ phiếu đó, nó nó tạo ra những cái yếu tố hưng phấn cao trào nhất, cũng là những cái nhịp chạy mà nó tốt nhất nó tìm kiếm được một cái lợi nhuận sinh lãi cho anh chị mình nhiều nhất ha. Nên những cái nhóm ngành chứng khoán lớn là những cái nhóm ngành ưu tiên cho những cái nhịp độ tiếp theo. Như mình như những cái con HCM này, nó cứ chờ đợi những cái điểm cân bằng này test cung này bắt đầu dần dân, dân kia cung đây là những cái trạng thái tín hiệu rất là tốt rồi ha cứ kia cung này dòng tiền mở biên là đặt ha hcm này hay những con giống như con ssi thì em đánh giá với anh chị mình là những cái con này nó chỉ có điểm nắm giữ chứ nó hiện tại nó chưa xuất hiện những cái tín hiệu để cho anh chị mình có thể mình mua mới tại vì sao như thế tại vì cái điểm nắm giữ cổ phiếu là những cái cổ phiếu mà này hiện tại nó vẫn đang tạo ra được những cái vùng nền tức là trên vùng 52 tuần đúng không à. ạ cái thứ hai là sao anh chị cổ phiếu nó giữ được xu hướng nhưng mà nó chưa tạo ra được những cái điểm để cho anh chị mình có thể mình mua mới cho những cái nhịp độ tiếp theo tại vì cái lượng cung hàng trên này em đánh giá nó vẫn còn tương đối nên là thường là sao anh chị thường nó cần yếu tố kỳ cung hơn một chút à, nó cân bằng hơn một chút thì em đánh giá cái dư địa tiếp theo nó sẽ tốt hơn ha à, còn những cái vùng này chỉ là những cái vùng để cho anh chị mình nắm giữ chứ chưa phải là những cái vùng mua mới lưu ý ha à tiếp theo những cái con giống như con VCI này nó tương đồng với cái mã cổ phiếu của HCM đúng không ạ cái người đang tích lũy vùng nền trên vùng nền 52 tuần anh chị thấy dòng tiền vào đã sau những yếu tố dòng tiền vào cổ phiếu nó có những trạng thái nó dư nhịp nền trên đúng không ạ cái phiên này là cái phiên mà gọi là nó không xuất hiện yếu tố bán tháo đúng không ạ tạo ra những cái điểm rung vũ hôm nay lượng hàng về nó hấp thụ hết nó tạo ra những cái phiên gọi là cái nhịp nỗ lực để mà nó test lại vùng nền trên Đấy, thường những nhịp test như thế này này có thể nó sẽ rung lắc một hai phiên tới bắt đầu dòng tiền mở biên lên nó sẽ vào một cái nhịp đánh tiếp theo đối với những cái mã cổ phiếu như thế này ha nên là anh chị phải cực kỳ chú ý tới cho những cái yếu tố kiệt cung tiếp theo ha hay tiếp theo mã cổ phiếu của vnd tương tự thế rất là cạn kiệt cung những cái con này sao chị những con này nó chỉ mới tạo ra được một cái nhịp độ tăng ban đầu đúng ạ nhịp đây là một cái nhịp tăng đầu này. thường thì những cái nhịp tăng đầu nó không thể nào nó phong phối hết hàng được Đã nên là đối với những cái con này cứ kiệt cung này con mặt dòng tiền mới biên lên anh chị mình đánh có nghĩa là sau những cái nhịp độ điều chỉnh rung dụ mà nó xuất hiện cái yếu tố dòng tiền kích hoạt mạnh mẽ quay trở lại đó, thì đấy sẽ là những cái điểm vào hoặc là những cái điểm mà nó tạo ra những cái cái nền xuất phát tiếp theo vào cổ phiếu đấy sẽ là những cái điểm mà anh chị mình nên nắm bắt ha đây là những ngành chứng khoán những cái mà cổ phiếu mang tính chất chứng khoán đầu ngành còn những cái chứng khoán nhỏ thì giống như CTS em vẫn nắm giữ đúng không ạ? Coi như những cái con này chỉ mang tính chất nắm giữ còn nó có điểm nắm giữ chứ không có điểm mua mới lưu ý ha bắt đầu kiệt thanh khoản này, này thì khả năng bùng nổ trở lại rất là cao coi như xu hướng trở lại nó vẫn đang có những cái trạng thái nó giữ nhịp đã, em đánh giá là dự xu hướng là những cái tín hiệu tốt cho cái các nhóm ngành ha chứng khoán rồi tiếp theo nhóm ngành công nghiệp anh chị thấy những cái mã cổ phiếu giống như là C4G thì C4G này sau những cái quá trình này Đấy, bắt đầu dòng tiền mò vào anh chị thấy là sau đây là những cái trạng thái nó được đỡ, đỡ cung đúng không ạ nó đỡ cung tại nhưng ngay cái vùng nền cổ phiếu thì những con này anh chị thấy bắt đầu nó kiết thanh còn này dòng tiền bùng nổ vào vượt dãy 14, uh, 14 uh, 2 thôi là những cổ phiếu này nó sẽ vào một cái xu hướng mới đây nên là những con này anh chị mình phải đặc biệt lưu ý tới tại vì sao như thế tại vì những cái con này là những cái con nó có những cái trạng thái nó giữ giá được trong một cái nhịp độ điều chỉnh lưu ý à nói là C4G này hay những cái con nào nữa anh chị hay là những cái như giống như FCN em vẫn đánh giá với chị mình nó vẫn sẽ có dư địa đi lên nhưng mà giống như lúc này em có nói với chị mình đó, là, là những cái con nào mà hiện tại nó đang xe nè á thì em sẽ gọi là cái để mà cái dư địa để mà tính từ cái điểm mua thời điểm hiện tại so với cái thời điểm hiện tại thì em đánh giá những cái con mà nó gần nền một như thế này thì nó sẽ có những cái dư địa em đánh giá nó sẽ tốt hơn và là nó sẽ chạy một cái nhịp nó tạo ra một cái dư địa nó nó tốt hơn so với những con giống như fcn fcn khi mà cái dòng nó quay lại nó vẫn sẽ chạy nhưng mà với cái cá nhân cái bàn thân em đánh giá thì mình sẽ ưu tiên cho những cái con nó đang gần những cái vùng nền số một hơn nhiều hơn ha giống như, như những trạng thái hhv tương tự như thế này thì hhv nó có những cái phiên mà nó nó không duy trì được những cái 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 đà giữ giá cho những cái trạng thái về mặt cuối phiên nên là đối với thường những cái giai đoạn này á, nó chỉ là mang tính chất nắm giữ nhưng mà những cái con này anh chị mình cũng có thể mình quan sát khi mà nó đạt được những cái tín hiệu nó siết biên trở lại nghĩa là hiện tại nó đang gặp những cái áp lực cung về mặt cuối phiên Tại vì cơ bản là sao chị? Hiện tại là cái vùng này chính là những cái vùng nền đỉnh định 52 tuần. Đúng không ạ? Nó giống với những cái nhóm ngành chứng khoán chạy đoạn trước đó, gặp nền đỉnh gọi là cái vùng đỉnh định 52 tuần thì cổ phiếu nó sẽ có những cái sự phản ứng. Lưu ý A à, thì sự phản ứng này là một cái sự vận động hoàn toàn bình thường đối với cổ phiếu thôi. Lưu ý A à, nên là những cái con này á là những con anh chị mình có hàng mình cứ nắm giữ và những cái điểm mua là những cái điểm mà nó cân bằng vùng nền trở lại xuất phát lần đấy sẽ là những cái điểm tiếp theo à, về mặt cơ bản về mặt dư địa thì chị mình thấy là đây vẫn là những con nó vừa mới xuất phát đi lên một nhịp thôi chứ không phải là một cái cổ phiếu mà nó đã tăng quá xa cái dư địa của nó nên là những cái con này nó vẫn sẽ còn những cái cái mức độ kỳ vọng cho những cái nhịp đầu tiếp theo lưu ý ha hay là những cái con này nữa anh chị là những cái khu nghiệp có mà cổ phiếu của KBC đúng không KBC hôm trước có cập nhật với anh chị mình đó cơ bản những cái con này nó quay trở lại nó test thôi mặc dù là cái thanh khoản lúc đó nó chưa có có kiện nhưng mà bắt đầu sẽ nhịp bắt đầu nó có những cái trạng thái nó hạ nhiệt này đó, nhưng những con này nó cứ kiệt cung hay là nó test đấy vùng này trở lại á thì kiệt cung nữa mở biên lệnh đây sẽ là những cái cổ phiếu nó sẽ tạo ra những cái điểm xuất phát tiếp theo ha là những cái con ngày hôm nay có con GVR này GVR hôm trước có đề cập với anh chị mình á là những con đã được đỡ, đỡ cung rất là tốt trong những nhịp độ này cái thứ hai là, là, nó có một cái tính quyết liệt có nghĩa là khi mà nó tăng á nó gọi là nó sẽ kéo tăng cao cho phiên đúng không đây là một cái độ quyết liệt nó cho thấy được một cái tín hiệu dòng tiền vào gọi là mạnh mẽ đối với cổ phiếu à đã nên là những cái điểm này em đánh giá là những cái điểm nó đã mua dòng tiền vào để mà cho những cái xu hướng mới rồi đấy. đó đó là những cái con này là những cái con nó sẽ khỏe và nó có khả năng dẫn dắt cho những cái chu kỳ tiếp theo lưu ý là phải cứ kỳ lưu những cái con như thế này À, tiếp theo mình là những cái mã cổ phiếu giống như là con VCG thì VCG uh, VCG chị mình thấy là ngày hôm nay là cũng là một cái phiên nó test trở lại vùng nền trên thôi cơ bản là sao chị cơ bản là con này nó là những con nó đang gần những cái vùng nền gọi là cái vùng nền tích lũy đối với cổ phiếu nên là những con này em sẽ cực kỳ chú ý tới đặc biệt là những cái xu nó kia cung ha chỉ cần nó cân bằng trở lại thôi Rồi gọi là nó cân bằng với một cái yếu tố siết biên đó, cái cung nó cạn như thế này, Đấy, dòng tiền mở biên lên anh chị mình đặt có nghĩa là sau những cái điểm kia cung này thì sau những cái điểm kia cung này dòng tiền mồi vào anh chị mình đánh nó sẽ sao chị nó sẽ gọi là tương đối an toàn đúng không kia cung này đó, dòng tiền mua vàng anh chị mình đánh đó, nó sẽ tương đối an toàn. Đó nên là tương tự như thế không thể. Có nghĩa là cái điểm mua an toàn nhất chính là những cái điểm mua sau những cái giai đoạn điều chỉnh của cổ phiếu. ha đó Nên là cứ sau điều chỉnh này bắt đầu cân bằng, vùng cân bằng nó mang một cái tính chất khi cung này. Dòng tiền mua bên lên anh chị mình đánh. Những cái con này em đánh giá nó sẽ có những cái dư địa phía sau. Lưu ý. Ha? Đó là những cái trạng thái của nhóm ngành uh, khu công nghiệp và đầu tư công. Rồi tiếp theo qua những cái trạng thái nhóm ngành dầu khí ngày hôm nay em quan sát được cũng tương đối tốt. Đó. Có nghĩa là nó được đỡ cung trong xương suốt trong một cái giai đoạn vừa qua đúng không ạ bắt đầu cổ phiếu BVD này sau những cái sự biến động lòng bắt đầu nó có những trạng thái nó siết chặt biên cả cung này dòng tiền mồi vào sao chị nó sẽ đánh nhập mới lưu ý ha đó, những cái con này cũng không nên bỏ qua đâu Đấy, là BVS tương tự như thế này nhìn thấy điểm dũng ngày hôm nay nó không có test về đúng không ạ có nghĩa là những cái dòng tiền được loại bỏ cái phiên ngày hôm nay này những cái phiên mà dù bỏ là ngày 23 tháng 6 á là nó không cho mua trở lại và nó phải ép cho những cái, yếu tố mua ở những cái trở lại những cái vùng giá cao đúng không ạ là xuất hiện yếu tố kiết cung này dòng tiền sao gì dòng tiền mạnh mẽ đi vào thì cổ phiếu nó sẽ bước vào một cái giai đoạn mới lưu ý ha giống anh dầu khí cũng là những cái giống anh anh chị mình cũng nên để tâm hay là BVC cũng tương tự như thế này BVC nó có một cái vùng cán cự luôn giá 19 đó là dòng tiền buôn nổ mạnh mẽ phượt giá 19 nó sẽ vào nhịp mới ha và tiếp theo coi có, có con nào nữa anh chị BVB nó BVB cũng tương tự như thế này bắt đầu siết biên Đấy, thì thường những con này sao chị ưu tiên nắm giữ đó, nó còn đánh mới thì mình đánh giá nhịp sau á thì mình có thể mình mình lưu ý cho những cái mã cổ phiếu giống như là cái cái mã cổ phiếu BVD hay là BVS nhiều hơn ha còn BVB là đây là chính là những cái điểm nắm giữ đối với cổ phiếu anh chị thao rung vũ về cổ phiếu bắt đầu nó căng mặt nó kia cung à, thì thường là sao chị xu hướng nó vẫn sẽ còn tiếp diễn lưu ý ha đây nhóm ngành dầu khí rồi tiếp theo qua trạng thái của nhóm anh thép Nhóm anh thép thì giống như HBG này nó đã đánh lên một nhịp từ những cái vùng nền tích lũy đối với cổ phiếu rồi thì thường những cái giai đoạn đánh lên một nhịp á thì nó phải cần có một cái thời gian để nó tích lũy nền trở lại là nó đi nó xây lên trở lại thì mình đặt, còn không thì bỏ qua ha rồi tiếp theo hoa sen tương tự như thế này đấy cứ bắt đầu là sao gì nó đã bước thoát rồi này test lại kiệt cung này gì thấy vùng kiệt cung này cứ tái thiết một cái vùng kiệt cung cân bằng dòng tiền hướng lên chị mình đặt hay là năm kim tương tự như thế này cứ dòng tiền kiệt cung này dòng tiền hướng lên chị mình đánh đấy, cơ bản sao gì nó đã bước thoát được rồi này đấy, cơ, cơ bản của phiếu này có sống và đặc biệt anh chị mình thấy á nó có một cái đặc tính mà lúc đầu lúc đầu video em có cập nhật với anh chị mình á là những con mà nó chưa chạy nhịp một đó, thì nó sẽ có khả năng nó chạy ra những nhịp độ sau lưỡi ha là những con năm kim này cơ cầm mạnh dần tiền hướng lên đánh được ha nó vẫn có khả năng để sao gì để mà nó dẫn dắt cho những cái nhịp tiếp theo đuối ha hay tiếp theo những cái mà cổ phiếu nhóm ngành bất động sản con DG gì ta áp lực nó tương đối lớn nên là những cái vùng mà anh chị mình mua giá cao á mình nên em vẫn cứ người cho anh chị mình nếu mà có nhịp hồi lên anh chị mình cũng cần cần, cần 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 cơ cấu đi tại vì thường những cái nhịp như thế này nó sẽ mất thời gian một chút ha hay là cũng sale này vậy thôi mà cơ cấu thôi lưu ý ha còn cổ CI thì nó nó tích cực một chút đúng không có nghĩa là thích cực hơn là bắt đầu nó nó siết chặt biên nó kiệt cung này dòng tiền màu vàng nó còn còn đang tiếp nên là có thể mình lưu ý con CIA ha à, còn những cái con giống như con sale thì thường nó sẽ mất rất là nhiều những cái con thời gian lưu ý à còn những cái mã cổ phiếu khác mà anh chị mình cũng cần lưu ý tới là chính là những cái mã cổ phiếu mang tính chất giống ngành à, điện nước giống như là con ri này đấy ri là sao chị cũng đã bứt thoát giai đoạn này rồi nhớ dòng tiền vào mạnh mẽ thì thường những con này nếu mà nó test trở lại càng cung á anh chị mình cũng có thể mình lưu ý được à đối với con ri là những cái con giống như con uh, thứ sáng nhiệt may này thứ sáng thì có con nv đúng không nv cũng vừa mới bật thoát đi lên đó là những cái mã cổ phiếu mà nó nó thường nó có dư địa ở những cái cái quý cuối năm à, nv tương tự như thế này hay là vhc đấy có nghĩa là test, uh, hiện tại bây giờ đã gặp kháng cự nha thì thường những con này nếu mà nó xây nền hay là test trở lại anh chị mình cũng có thể mình lưu ý được à, hay là ngồi ra có những con như con AH lại khác cũng lưu ý được đúng không ạ? nó cứ đi lên nhưng mà cơ cái trend của nó vẫn đang đang là trend lên đúng không ạ? nên là gì mình thấy là cơ bản thị trường chung của chúng ta nó điều chỉnh trong những cái khoảng thời gian qua nhưng mà cơ bản cổ phiếu nó vẫn giữ được những cái xu hướng thì đây chính là những cái trạng thái điều chỉnh tích cực đối với về một cái thị trường ha đã kiệt cung là những tiền hướng lên thì có thể sau gì nó sẽ bước vào một cái nhịp tiếp theo ha và nhóm ngành bán lẻ thì có đi quân tương tự như thế À, những cái đi quân SRT đấy nên là nhìn chung là cơ bản là sao gì cơ bản là cái thị trường bây giờ em đánh giá với chị mình á là cơ bản là cái dòng nào nó có khả năng đi lên cái quan trọng là cái 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 dòng nào nó sẽ là cái dòng dẫn dắt để mà mình gọi là mình tập trung mình phong bộ cái vòng dòng vốn vào để mà tùy những cái giai đoạn giống như giai đoạn trước anh chị thấy nè những cái nhóm ngành bên này những cái nhóm ngành nhỏ của cái dòng đó, đặc biệt là những cái nhóm ngành bên ni này nè hay những cái nhóm ngành chứng khoán mà những cái mà cổ phiếu nhỏ là những cái mà cổ phiếu nó tăng mạnh nhất thì mình phong bổ vào đúng không những nhịp sau thì bắt đầu tới những cái nhóm ngành mà một vài cái mã cổ phiếu những cái nhóm ngành em có đề cập với chị mình á à, cái quan trọng là cái dòng tiền nó quay trở lại cái nhóm ngành nào đầu tiên á là chị mình cứ đánh cái nhóm ngành đó thì nó mới có khả năng nó dần nhắc được ha thì chị mình cần chú ý tới thì để mà chuẩn bị cho những cái nhịp độ như thế thì bắt buộc sao chị bắt buộc mình phải cơ cấu những cái con yếu ra thì những cái nhịp cơ cấu đó thì mình đã hướng dẫn cho chị mình ở những cái giai đoạn tuần trước rồi ha để mà mình chuẩn bị cho một cái nhịp độ tiếp theo thì đấy là một vài cái cái yếu tố về mặt thị trường cũng như là một vài cái mã cổ phiếu anh chị mình cần chú ý tới và cần quan tâm cho những cái giai đoạn đoạn tiếp theo cũng như là những cái giai đoạn mình chuẩn bị cho những cái nhịp độ mới của thị trường ha thì nếu mà anh chị mình thấy hay đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà làm ra những video tiếp theo nếu mà anh chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư của anh chị mình thì anh chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 để mà cùng đồng hành cùng em trong rừng khách hàng mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất nó sâu sắc nhất trong phiên ha thì em cũng xin kết thúc video tại đây em xin kính chào anh chị mình hẹn anh chị mình vào video lần sau ạ